buổi thử trang phục cho Single Ba, lần đầu tiên các thành viên được nhìn thấy trang phục trình diễn của mình. Lần đầu tiên các cô gái SGO48 nhìn thấy đồng phục chính thức của River. Stylist luôn túc trực bên cạnh, bất kể một lỗi nhỏ nào của trang phục đều sẽ được chỉnh sửa tức thời. Mỗi trang phục đều được may theo size riêng của từng thành viên nên sẽ không bị trùng lắp hoặc nhầm lẫn trang phục với nhau, bắt buộc các staff và thành viên của SGO48 phải tự quản trang phục cá nhân. Trong lần ra mắt single thứ 3 này, phụ kiện là điều không thể thiếu, mỗi thành viên đều có riêng cho mình một phụ kiện khác biệt để không bị trùng lặp nhau. Các cô gái SGO48 thay tổng cộng 4 bộ trang phục trong MV River. Dù chiếc áo choàng đen chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở giây cuối cùng trong MV nhưng vẫn được kiểm duyệt vô cùng cẩn thận. Tức là mọi người đều biết là đồ của bọn em từ những single trước nó có một cái gì đấy lấp lánh hoặc là dễ thương hoặc là tỏa sáng, nhưng mà bộ đồ này rất là ngầu mọi người. Ngầu với cả nó ôm sát với bọn em nhưng mà cũng rất là dễ nhảy. Em đã từng ước là một ngày là sẽ có một bộ đồng phục mà ngầu như thế để lên sân khấu biểu diễn, và hôm nay đã nhìn thấy bộ đồ này, trời ơi, bọn em quá thích luôn. Lần thứ hai, lần thứ ba thì em bắt đầu từ lần thứ tư này được thông báo là sẽ lần thử đồ cuối cùng thì em mới có cảm giác là kiểu là sắp tới rồi, chuyện này là thật rồi. Em thích nhất là set đồ party, bởi vì em thấy những bộ đồ mọi người thử ấy thì người thì rất là dễ thương, người thì rất là ngầu cá tính. Nói chung em rất là thích. Jenny là một trong những thành viên đến sớm nhất, vẫn đang ngồi đợi đến lượt mình thử đồ. Những gương mặt mọc tươi sáng của SGO48. Các chị stylist đều suýt xoa trước gương mặt xinh đẹp của Mẫn Nghi. Đầu tiên nha, là em cảm thấy là bộ đồ của mình rất là đẹp và rất là phù hợp với concept River lần này luôn. Wow, quá là cool ngầu luôn. Trong tất cả các bộ đồ nãy giờ em thử thì tất nhiên là em sẽ thích bộ đồ River nhất rồi. Nhưng mà có một vấn đề rất là muốn tâm sự với mọi người. Đó chính là cái bộ đồ này nó rất là ôm sát luôn á. Xong rồi em sợ lúc nhảy vô tay vô chân được một cái là chắc là thấy mấy cục mỡ này của em mất ẹ.
Đầu tiên là em nhớ là bộ đồ Heavy Rotation là em đã phải thử đồ từ rất lâu luôn. Ý là mỗi tháng, mỗi tuần hay là hầu như là lúc nào em cũng phải thử lại bộ đồ đó hết để mà sửa rồi fit dáng cho thật là chuẩn á. Còn bây giờ thì em thấy là cái bước khâu chuẩn bị của công ty mình hiện đây là cũng đang khá là nhanh. Có nghĩa là chỉ cần lấy số đo rồi may rồi fit luôn là bận một cái là vừa luôn. Nên là sẽ khác về cái khâu chuẩn bị. Tại vì đồ Heavy Rotation thì em thử đồ khá là lâu. Kiểu như là em không biết tại sao lại lâu nữa, nhưng mà lần này thì em thấy là khá là nhanh và gãy gọn, dứt khoát. Việc hình như những bộ đồ trước á, may theo size rồi bắt đầu bận như người mình rồi mới bắt đầu bóp lại. Còn bữa này thì số đo của bạn nào thì sẽ là fit với số đó luôn. Nên là em cảm thấy là rất là vừa vặn với mình. Mặc dù em cũng hơi mồm mỡ đó, nhưng mà cũng duyệt. Vì nhóm đông thành viên nên phải chia thành nhiều nhóm nhỏ để kịp thời gian thử trang phục. SGO48 Ánh Sáng, Tammy, Thu Nga là nhóm cuối cùng được thử trang phục vì bận đi học. Casey đảm nhiệm vị trí center nên phải thử qua nhiều kiểu trang điểm và làm tóc khác nhau để chọn ra phương án phù hợp nhất, khiến cho Casey tỏa sáng nhất có thể. Ngoài tập vũ đạo và hát, các thành viên của SGO48 đều phải tập thể lực và ăn kiêng để giữ một vóc dáng đẹp nhất khi lên hình. Xuân Ca trong lúc đợi các thành viên khác đang thử trang phục thì đã lén lút làm điều gì đó. Các cô gái mặc đồng phục và nhảy river để kiểm tra độ thoải mái trong động tác có thể đem đến màn trình diễn tốt nhất. MV River chính thức khởi quay, suốt 40 giờ bấm máy, hơn 15 bối cảnh. Họ đã làm điều đó như thế nào?